Nào chúng ta bắt đầu sang video số 28. Video 28 là viết hàm sửa, viết hàm update sản phẩm. Okay. Thì hàm update sản phẩm viết như thế nào? Một cách tương tự, ta có thể viết đây, ta ghi đây, update sản phẩm này. Thế thì update thì chúng ta cũng dùng kiểu void, ta copy đi xì cái này thôi, đúng không? Ta sẽ đổi là update. Dạ. Yeah. Update. Ok, thế thôi. Nhưng mà trong phần này ta phải ghi là update. Product set. Set cái gì đó, đúng không? Set thì ta có web product ID nhá. Xem này. Thì ta có những cái thông tin ví dụ như là code, đúng không? Thì bằng hỏi chấm này. Đúng không? Phải. Description. Bằng hỏi chấm. Gì nữa nhỉ? Price, list price, bằng hỏi chấm. Như vậy tham số số 1 này, tham số số 2, tham số 3, where product ID bằng hỏi chấm. Như vậy ta sẽ có update này, product set code bằng hỏi chấm này, description bằng hỏi chấm này, list price bằng hỏi chấm, web product ID bằng hỏi chấm. Ok, sau đó ta thực hiện việc đẩy các thông tin update vào đây. Như vậy ta sẽ có phần tham số số 1, đây là không set long nữa, tham số số 1 là set long. Set string. Code thì bằng get gì? Get code đúng không? Rồi ok. Tương tự tôi copy dòng này. Tham số số 2. Ta get description. Tham số số 3. Get set double. Get price. Ok. Tham số số 4. Đấy. Thì đây mới là set long này. Ồ. 4 này. 1 2 3 4. Đó. Cho nó get ID. Rồi ok. Sau đó thực thi Xcode thế là xong, đúng chưa? Rồi ok, đây chính là phần update sản phẩm các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.